bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách ăn bánh mì sandwich Kinder nha. Hướng dẫn cho Mạo để biết luôn nha. Trước hết là chúng ta sẽ có bánh mì sandwich. Đây, bánh mì sandwich bơ đậu phộng đây. Đầu tiên, để ăn được bánh mì chúng ta sẽ xé cái vỏ bọc ra, lấy cái phần bên trong ra. Đây, bên trong chúng ta gồm có hai miếng bánh mì và một gói bơ đậu phộng. Đây, hai miếng bánh mì của mình để như thế này nha. Bây giờ mình sẽ xé cái gói bơ đậu phộng này ra. Đây, trên này nó có cái chỗ để cho mình xé ra nè. Đây, mở thấy chưa, nó chỗ để xé ra nha. Bây giờ mình sẽ xé cái gói bơ đậu phộng ra. Đó, đầu tiên là xé cái gói này ra. Wow, nó cũng hơi khó xé nha. Đây, còn một chút xíu bơ đậu phộng nó dính trên này. Mình mắc mắc cho nó hết luôn. Phải tiết kiệm chứ, ăn là phải tiết kiệm. Đây, tiếp theo là mình sẽ bóp nhẹ nhẹ thôi cho bơ đậu phộng nó chảy xuống đó. Mình trét xung quanh cái miếng bánh mì sandwich của mình nha. Trét đều hết bánh miếng bánh mì sandwich nha. Đó, trét được vòng bên ngoài rồi. Tiếp theo mình cố gắng mình bóp cho thật chặt tay để mình trét được cái vòng bên trong nữa nha. Đó, trét thêm một miếng nữa bên trong cho nó đều bơ đậu phộng vào. Đó, rất là hấp dẫn nha. Mở giờ cho kỹ vô nha. Đó, đó. Rồi còn một chút xíu mình bóp không ra, nó còn dính trên cái bịch nè rồi. Ngon quá, béo quá. Mình mấp mấp vậy đó cho nó tiết kiệm nha. Rồi tiếp theo là như thế nào? Mình sẽ để yên nguyên như thế này. Mình sẽ lấy cái miếng ở bên dưới ra. Đó, và mình sẽ đẩy lên phần trên. Đó, ok. Bây giờ thì phải làm sao nữa? Bây giờ là thưởng thức thôi. Thưởng thức làm sao? Bây giờ mình sẽ có thể thưởng thức như thế này. Xé một miếng, vừa ăn, bỏ vô miệng. Đó là cách thứ nhất. Còn cách thứ hai, mình sẽ cầm nguyên miếng to này và cắn. Ngay cho thật kỹ. Thở nuốt vô. Trời ơi, rất là ngon. Yeah, ngon quá. Tiếp tục ăn nha. Chấm này, ngon quá các bạn ơi. Đúng là bánh mì sandwich bơ đậu phộng rất là ngon nha. Đó là cách mà để ăn bánh mì sandwich bơ đậu phộng nha các bạn. Bye bye. Mở chào mà.